Pravda dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhailo Fedorov ngày 18 tháng 11 cho biết, các cơ quan mua sắm quốc phòng gần đây đã tiếp nhận hơn 2.000 UAV do Ukraine sản xuất. Bộ Tổng tham mưu sẽ phân phối các UAV này cho các binh sĩ đang chiến đấu ở những mặt trận nóng nhất hiện nay. Lô hàng này chỉ chứa máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, bao gồm máy bay không người lái trinh sát cánh cố định, máy bay không người lái tự sát và máy bay không người lái tấn công đa nhiệm. Các máy bay này giúp tấn công các vị trí và thiết bị của Nga, ông Fedorov tiết lộ thêm. Theo ông Fedorov, tuần trước, các UAV của Ukraine đã tấn công 39 xe tăng, 57 khẩu pháo, 34 xe bọc thép khác cùng 307 cứ điểm của Nga. UAV đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm giữa Nga và Ukraine do tính cơ động và chi phí thấp của loại vũ khí này. Ban đầu, Ukraine chiếm ưu thế về UAV và gây tổn thất lớn cho Nga. Tuy nhiên, hiện nay Nga dường như đã lật ngược tình thế. Nga đã cải thiện hệ thống phòng không và năng lực tác chiến điện tử để đối phó với mối đe dọa từ UAV của Ukraine, Bên cạnh đó, Nga cũng tăng cường sản xuất và sử dụng UAV cho các cuộc tấn công diện rộng ở Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã tới thăm một nhà máy sản xuất UAV Laset cách thủ đô Moscow hàng trăm km và chỉ đạo tăng cường sản xuất loại máy bay này.